êm ả, dường như muôn đời chưa từng có binh đao. Một thế hệ đã sinh ra, lớn lên, ăn làm và thành đạt mà không hề biết đến những hồi còi báo động. Thu đông năm 1997, người ta nhìn về thu đông năm 1972 đã trở thành huyền thoại. Nhưng đằng sau màn sương huyền thoại ấy là máu và nước mắt đã đổ ra cho độc lập, tự do trên giải đất này. Có một cô bé năm ấy còn nằm trong lòng mẹ đi sơ tán. 25 năm sau, chúng tôi gặp lại cả nhà. Con của cô gái ấy nói gì? Cháu chỉ biết tên mồ thôi, cháu không biết tên là mai. Không thể trách cháu bé không biết gì về B-52. Dù ngày ấy, mẹ của cháu bé đã sống những giờ phút gian lao trong bom đạn. Nhưng chính chúng ta có nhiệm vụ làm cho muôn đời không quên, không quên chiến công tiêu diệt B-52. Hiện nay đã có báo động, đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang bảo vệ trị an và phục vụ chiến đấu, hãy dũng cảm và kiên quyết làm tròn nhiệm vụ. Tất cả mọi người hãy chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ phòng không nhân dân thành phố. Ở một làng quê chân chất, Tân Tiến, Gia Lộc, Hải Dương, có một người làm ruộng vẫn vui công việc đồng áng hàng ngày. Nhìn bên ngoài, ít ai biết anh là bí thư đảng ủy xã. Càng không mấy người biết năm xưa, anh là sĩ quan điều khiển trong trận đánh B-52 lịch sử. Với anh, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, không hề là khẩu hiệu mà là một lẽ sống. B-52, con chủ bài chiến lược của Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Nixon ra lệnh tấn công bằng B-52 vào Việt Nam. Đêm 18 tháng 12, 90 lần chiếc B-52 và 163 lần máy bay chiến thuật tấn công Hà Nội, Hải Phòng. Cuộc hành quân mang tên Linebacker 2 bắt đầu. Đồng bào thủ đô chú ý, hiện nay đã có báo động. Đồng bào cần bình tĩnh và nhanh chóng vào hầm trú ẩn. Từ đêm 18 đến ngày và đêm 29 tháng 12 năm 1972, cuộc đối mặt lịch sử với B-52 với cả không lực hùng mạnh của nước Mỹ đã diễn ra. Cuộc đối đầu này là một mất, một còn. Nếu mất, phía đối phương mất đi uy thế và ý đồ xâm lược. Còn chúng ta là nền độc lập tự do của Tổ quốc, là niềm hy vọng của biết bao dân tộc bị áp bức, là phẩm giá của con người. Cuộc đối đầu này cùng với trái tim nhiệt huyết và quả cảm còn là sự đối đầu của tài năng, trí tuệ. 80 máy bay, trong đó có 33 máy bay B-52, các loại máy bay hiện đại nhất thời ấy, tượng trưng sức mạnh không lực Hoa Kỳ, cái gậy mà nước Mỹ luôn giơ ra để đe dọa trừng phạt bất kỳ ai, lần lượt rụng xuống trên mảnh đất sôi bỏng này. Đi đầu trong chiến công đó là binh chủng tên lửa với trung đoàn 257, 261, các tiểu đoàn 59, 61, 77, 57, 93, 94, 72, 79, 78 và các chiến sĩ không quân nhân dân, pháo cao xạ, dân quân tự vệ. Những người nữ công nhân cần mẫn của chúng ta phải lãnh thêm một nhiệm vụ là may áo tù cho giặc lái Mỹ vì chúng vào trại ngày một đông thêm. Chúng nó muốn bóp cổ ta để ta không liên lạc được với thế giới bên ngoài, để tiếng nói của Trung ương ta không đến được với quân dân hai miền Nam Bắc. Nhưng chỉ có 9 phút mất sóng, đài tiếng nói Việt Nam lại thiết tha, dõng dạc, tỏa sóng đi muôn phương. Thưa đại tướng, B-52 đánh Hà Nội, ngày ấy chúng ta có bị bất ngờ không? Năm 1962, Bác Hồ đã nhận định thế nào Mỹ cũng mang máy bay chiến lược B-52 đánh phá miền Bắc, kể cả đánh vào thủ đô Hà Nội.
Thì vì vậy cho nên là Bộ Tổng Tư lệnh, bản thân tôi đã bàn với đồng chí Văn Kỳ Dụng, Bộ Tổng Tham mưu, ra lệnh cho quân chủ phòng không và không quân vào chiến trường Vĩnh Linh để đánh B-52, rút kinh nghiệm. Những người từ năm 1967 đã tìm cách đánh B-52 là binh chủng tên lửa. Hơn 400 đồng chí không trở về và bao người thương tật. Sau khi bị thương thì cán bộ chiến sĩ đùm bọc lấy nhau, băng bó cho nhau. Nói thật, tình cảm lúc đó cũng có đồng chí khóc. Khóc vì thương, chống khởi khóc vì nhụt chí. Nhưng mà rồi đưa anh em đi, ấy là mai táng tử sĩ, đưa thương binh về, rồi lại trở về vị trí là sửa chữa phù khai, vũ khí tài, quyết tâm đánh địch. Chúng từ ở Vinh vào đến Vĩnh Linh phải nói đến hàng trăm trọng điểm, mà mỗi một trọng điểm đó là một tọa độ lửa. Ba cái vệt khói như chưa nhìn thế nào B-52. Đấy, ba cái B-52 ra đấy. Thế nhìn mãi thì cái vệt khói nó cứ dần dần, nó rõ dần. Chúng tôi mới nhìn vào đầu ba vệt khói thì mới thấy rõ ba cái B-52. Và đây là chỗ tường tận chu đáo của trí tuệ thao lược Việt Nam. Trước năm 1972, cách đánh B-52 đã tổng kết trong một tài liệu mà anh em gọi là cuốn sách đỏ. Cuốn sách đỏ thì có thể nói là đó là một cái tài liệu về cách đánh B-52. Hay như sau này đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng đó là một cái cẩm nang để giúp cho bộ đội tên lửa có thể đánh thắng cái loại máy bay này. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Trung đoàn trưởng 238 vào Vĩnh Linh tiếp cận B-52. Hôm nay trong bảo tàng không quân, những anh hùng này nghĩ gì? Có lẽ trước tiên họ nghĩ về xương máu đồng đội. Tôi sắt cốt kia xương đã giả mang tàn bạo với giặc Mỹ xâm lược, vì chúng nó mang, vì chúng đầy sức mạnh mang bom đạn tàn sát thủ đô thân yêu, trường học, bệnh viện, xóm làng, nhất là chúng đã giết hại nhiều cụ già, phụ nữ và em bé. Từ những năm 67 khi mà Mỹ dùng B-52 đánh vào tuyến đường giao thông vận chuyển vào miền Nam, thì quân chủng không quân đã cử nhiều cán bộ có kinh nghiệm vào nghiên cứu ở chiến trường, đặc biệt là đồng chí Trần Mạnh. Các đồng chí đã vào nghiên cứu cái quy luật hoạt động của B-52, quy luật thả nhiễu của chúng và các cái điều kiện khác để cơ động máy bay của ta vào. Cách đánh Việt Nam thật kỳ lạ. Chiến tranh du kích cả ở trên trời, có lẽ không có ở đâu trực thăng cõng MiG vào chiến trường, mai phục nằm sẵn, đợi quân thủ. Ở Sóc Sơn, người ta xây dựng một tượng đài về chiến công của những người lính không quân. Sẽ còn nhiều tượng đài như thế, vì đất nước nơi nào cũng ghi dấu chiến công. Nhưng có lẽ tượng đài bền vững nhất là tượng đài trong lòng người. Hãy nói cùng con cháu muôn đời rằng cái giá phải trả cho độc lập tự do là rất lớn. Và đừng bao giờ chúng ta quên, đừng quên một điều gì và đừng quên một ai. Người ta có thể quên những phút giây sung sướng, bỏ qua cả điều thù hận lỗi lầm. Nhưng chiến công và những hy sinh thì luôn luôn ở trong tâm trí mỗi dân tộc. Chúng ta nhớ những bạn sinh viên đúng giờ phút ấy ra chiến trường và không bao giờ được nhìn thấy giảng đường. Người ta nói tới chiến công đánh B-52 của tiểu đoàn 94, nhưng ít ai biết 13 đồng chí hy sinh cùng một lúc. Hôm nay nhìn thấy tên bia của đồng chí chị Đức Thắng, tôi rất xúc động và cảm động và thương xót. Chị rất vô cùng. Bây giờ đất nước đã có hòa bình, nhưng đồng chí nằm lại ở dưới đấy. 25 năm nay, người phụ nữ này, chị Nhàn, người vợ mới kết hôn được một ngày của liệt sĩ Đức Thắng, vẫn hương hoa cho chồng, và đồng đội vẫn đến viếng anh.
độc lập, tự do của Tổ quốc cũng phải đổi bằng giá của đời những người con gái. Nguyện vọng của con người khi xây dựng gia đình thì ai cũng muốn có con, có cái để hạnh phúc trong gia đình. Nhưng mà do cái hậu quả chiến tranh cho nên có những cái mất mát. Kẻ thù rêu rao, hòa bình ở Việt Nam đã ở trong tầm tay. Ngày 21 tháng 12 năm 72, người nữ bác sĩ trẻ Ngô Thị Ngọc Tường đã bị B-52 cướp mất hạnh phúc. Và đây, hình ảnh 4 năm trước khi mất, bác sĩ Tường đi khám bệnh cho bà con dân tộc Tày Nùng. Đồng chí Lê Đức Thọ ở Paris về và tôi đi đón, thì đồng chí có nói tình hình gay nóng, mình sẽ bàn với anh Giáp tìm mọi kế hoạch để đánh, chứ nó không, nếu không đánh tốt thì nó không nhân nhượng đâu. Với tinh thần đó thì Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ thị, Bộ Tổng Tham mưu là được lệnh là chuyển tất cả các lực lượng phòng không sang sẵn sàng chiến đấu cao nhất, mà hướng tập trung vào là đánh y B-52. Trước 20 giờ thì nhận được tin của radar của chúng ta, của tình báo là xuất hiện máy bay B-52 đường trên đường hướng vào Hà Nội. Được lệnh cấp tốc, tôi cấp tốc vào sở chỉ huy và ra lệnh báo động cho tất cả các đơn vị không quân, hải quân, tên lửa, cao xạ và các lực lượng phòng không trong chiến tranh nhân dân. Từ 18 giờ ngày 18 tháng 12 trở đi thì địch bắt đầu đánh, dùng B-52 đánh vào Hà Nội, cho nên tất cả các lực lượng đều phải sẵn sàng hết. Thế đấy là những cái mà nó làm cho chúng tôi có những cái suy nghĩ, mà trước nhất là những lời nói của bác. Đêm 18 tháng 12 thì chúng tôi đã được thông báo trước tới 30 phút. Thế và khi đơn vị ở Đông Anh báo cáo về là đã bắn rơi B-52 thì mọi người đều rất là vui mừng. Xong chúng tôi còn nghĩ rằng không biết là đích xác đã là B-52 rơi chưa. Thế và đồng chí tư lệnh quân chủng lúc đó đã phái một số cán bộ xuống đến tận nơi để kiểm tra. Oanh kích Hà Nội bằng B-52 là dùng dầu dập đám lửa của công luận quốc tế từ lâu đã quan tâm ủng hộ Việt Nam. Cảm ơn những tấm lòng bè bạn đã vì chúng ta xả thân trong những tháng năm gian khổ ấy. Lịch sử sẽ quên những tên giặc lái đầu tiên rơi xuống đất này. Đất Việt Nam đã quen với quá nhiều thứ giặc giã, nhưng tiểu đoàn 59 bộ đội tên lửa hạ chiếc đầu tiên thì lịch sử còn nhắc mãi. Trí tuệ Việt Nam, cách đánh Việt Nam còn là sự hợp đồng tác chiến nhịp nhàng giữa các binh chủng, giữa quân và dân. Người ta không chỉ biết có anh bộ đội mà còn có thể nói nhiều về các cô dân quân. Có những người Mỹ ngay trong những ngày sôi bỏng này đã tìm đến Việt Nam để biết rõ sự thật về cuộc chiến tranh kéo dài khốc liệt. Họ đã tận mắt chứng kiến tinh thần hy sinh và tầm cao trí tuệ Việt Nam và trở thành những người hết lòng ủng hộ Việt Nam. Mấy ai biết rằng có những lúc tình thế của chúng ta đã ngàn cân treo sợi tóc khi trên các bệ phóng đã hết đạn và những quả đạn khó khăn lắm mới chuyển vào khu 4 được lại phải chuyển ra. Nếu như một khí tài mà không sẵn sàng chiến đấu đó thì nó ảnh hưởng tới cái việc mà bảo vệ cái thủ đô Hà Nội. Vì vậy mà quyết tâm là sửa chữa cho nó được. Chiếc máy bay trực thăng như thế là nó cẩu, là cẩu xe tăng hay cẩu hàng hóa là thôi. Chứ còn trên chiếc máy bay cẩu là không có điểm lắp ráp để cẩu như thế nào. Do đó chúng tôi cùng với anh em bàn với nhau là làm những cái óp, rồi những cái thanh dằn
và những cái bộ dây cẩu để làm thế nào mà trên chiếc máy cẩu chiếc máy bay này lên được. Những ngày ấy, B-52 oanh kích liên tục ban đêm. Còn ban ngày, F-4, F-111 liên tục đi đánh phá các sân bay, các trận địa tên lửa. Thần kinh người lính căng lên hết cỡ. Thật khác xa với cái yên ả của 25 năm sau cuộc sống bình thường của Đinh Thế Văn. Nhưng có một điều mà người lính không quên. Bọn Lý Sơn rất ngoan cố, xảo quyệt, tận lọc. Chúng tôi quyết tâm thực hiện nghị quyết của cấp trên cùng với đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và tiêu diệt máy bay B-52 trên vùng trời Hà Nội. Vốn là nông dân mặc áo lính, hết giặc lại về đi cày làm VAC. Đinh Thế Văn sống giản dị, mộc mạc như ruộng lúa, bờ tre quê anh. Anh kể chuyện về chiến công mà mình đã góp phần như nói về làm ruộng, thả mèo. Các anh thấy là một cái B-52 nó 17 cái máy gây nhiễu. Như vậy là có cái loại nó chống tên lửa, có cái loại nó bịt mắt các những radar và có những cái mặt nó đối phó với trên không. Hỏng cái máy này nó lại ấy ra cái máy khác để mà nó không chế, cho luôn luôn lúc nào nó cũng không chế được tên lửa. Và khí tài mình là khí tài cũ chứ. Cho nên bây giờ làm thế nào để mà đánh được? Chúng tôi phải rất dày công luyện tập, phải nói là phải nói đúng là có một cái tập thể rất là hay ở cái chỗ đảng ủy chúng tôi biến cái tập thể của tiểu đoàn thành một cái quyết tâm lớn, một quyết tâm rất cao khi đánh B-52. Mà một cái khí thế phải nói tôi chưa từng thấy. Ngày đó tôi ở bộ đội hàng 40 năm nhưng mà chưa lúc nào có một cái khí thế hừng hực như lúc bấy giờ. Sau cái thời kỳ hòa bình lập lại, tôi định đưa đi đào tạo cán bộ. Thế nhưng mà chết cái là chính sách ấy thì đối với anh em đó lại là quá tuổi. Khi đó là trên 25 rồi. Mà đào tạo cán bộ là phải dưới 25 cơ. Thế vậy cho nên anh em tôi mới chuyển một số anh em vào quản lý. Điển hình như là sĩ quan điều khiển Đức, đến cái thời kỳ cuối B-52, tôi đưa ngay vào vị trí sĩ quan điều khiển. Tôi là Nguyễn Văn Đức, là con của một liệt sĩ chống Pháp, nửa đời người là binh đời binh nghiệp. Trong lúc chiến tranh thì sau khi đã ổn định thì tôi được như vậy là cấp trên là không biết thế nào cho tôi về làm quản lý cấp dưỡng để nuôi bộ đội. Nhưng sau khi chiến tranh mà bùng nổ B-52 sắp sửa đánh vào Hà Nội thì anh Đinh Thế Văn, người tiểu đoàn trưởng kinh nghiệm của tôi, như vậy đã đưa tôi lên làm sĩ quan điều khiển để như vậy là cùng với đồng đội đánh B-52 bảo vệ bầu trời của Hà Nội, là thực hiện cái lời dạy của Bác Hồ dù không có gì quý hơn độc lập tự do, để chiến thắng như vậy là quân thù. Thì trong thời gian đánh B-52, tôi cùng với này anh em là sĩ quan điều khiển cùng với các trắc thủ đã hoàn thành các cái nhiệm vụ của mình, là vạch yếu tìm thù. Riêng tiểu đoàn chúng tôi là thường là đánh bằng như vậy là cái phương pháp là ưu việt nhất, tức là vượt trước nửa góc. Đấy. Thời gian phát sóng thì chúng tôi thấy rằng là phát chỉ như vậy trước từ 2 đến 4 cây để như vậy nó khi là bắt được mục tiêu. Khi bắt được mục tiêu ấy, thì chúng tôi đánh như vậy bằng cái phương pháp là tự động hoàn toàn. Đấy. Thì đây cũng là một cái thành tích mà tiểu đoàn chúng tôi trong những năm đánh B-52 đã đánh như vậy là rơi 4 B-52 tại chỗ ở Hà Nội. Nhờ chiến công thầm lặng của những người lính như anh Văn, anh Đức mà Hà Nội ngày ấy lại leng keng tiếng tàu điện. Một nét yên ả của đời thường mà cũng phải đổi bằng mưa bom bão lửa. Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Trường Chinh với niềm lạc quan trên khóe mắt và phong thái ung dung đến với quân dân thủ đô, những người thay mặt cho cả nước nghênh chiến với không lực Hoa Kỳ. Nguyễn Văn Phiệt và tập thể tiểu đoàn 57 trung đoàn 261, một pháo đài thép của thủ đô, với quyết tâm và cách đánh thao lược, một quả đạn, một B-52. Trong đơn vị còn 2 quả đạn,
Chúng tôi quyết tâm đánh làm hai trận, nhưng phải tìm đúng được cái nhiễu B-52, đây mới là vấn đề khó. Bởi vì cái nhiễu B-52 ấy, là nó lẫn ở trong đó, nhưng vẫn tìm ra được là sao? Nó mịn hơn, nó đi có độ ổn định hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã chọn đúng được tốp B-52, chỉ bằng một quả đạn đã tiêu diệt được và bắn rơi tại chỗ được. Thế đến cái tốp thứ hai, cách đó khoảng 9-10 phút gì đó, thì bay vào thì chúng tôi lại bắn quả thứ hai cũng tiêu diệt luôn. Đó là Nguyễn Xuân Đài, người chắc thủ phương vị tài ba năm ấy. Bây giờ, kính cẩn ngồi viết sớ trước đền kiếp bạc của Hưng Đạo Phương. Câu vạn cổ thử giang sơn trước cửa đền chính là ứng với chiến công của những người lính này và bao nhiêu thế hệ những người lính bảo vệ Tổ quốc. Vâng, nhờ có họ mà đất Việt vẫn muôn thuở nước non này. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui như ngày ấy đơn vị hạ B-52. Có người xuất ngũ, có người hy sinh và cũng có người trưởng thành. Người sĩ quan điều khiển của tiểu đoàn 57 bây giờ đã là đại tá, phó sư trưởng 361 anh hùng. Tôi bắt đầu bước chân vào bộ đội thì lúc đó tôi đang là sinh viên. Và tôi cũng chỉ nghĩ rằng là tôi sẽ là làm một người lính trong 3 năm và sau đó về tôi sẽ tiếp tục học đại học. Đấy là nguyện vọng, cái ước mơ thực sự của tôi. Nhưng rồi cuộc chiến tranh do địch nó tiếp tục cuộc chiến tranh một cách là kéo dài. Và nó đã buộc tôi phải làm cái nghĩa vụ của người thanh niên. Tôi muốn là để cho bố mẹ tôi quen đi một sự không có mặt của tôi sau chiến tranh. Và cái đó là cái xác định trách nhiệm của mình để hoàn thành được cái công việc của mình trong cái cuộc chiến tranh mà sự mất còn là điều đương nhiên. Và chính vì thế cho nên là, mà cái tâm trạng đó có lẽ không phải của riêng mình tôi, mà của tất cả anh em trong kíp chiến đấu chúng tôi đều xác định như thế. Quyết tâm làm thế nào nếu địch liều lĩnh đánh vào Hà Nội, Hải Phòng thì quyết tâm phải bắn rơi tại chỗ một B-52 để đưa vào trong cái bảo tàng xác máy bay Mỹ. Những con én bạc thân yêu của chúng ta đã xuất kích và ban đêm hạ cánh không đèn. Chỉ một mong mỏi duy nhất, hạ cho được B-52. Họ sẵn sàng trả giá lớn cho quyết tâm này. Khi mà vừa cất cánh lên khỏi sân bay Yên Bái, được khoảng lên độ cao khoảng 300 mét, thì tôi đã gặp ngay một tốp F-4 nó lượn ở trên đón đầu. Thì lúc đó tôi báo cáo là gặp F-4, nhưng mà tôi báo cáo các đồng chí là các anh là khi lúc cái trong chiến tranh, trong cái thời điểm đó chúng tôi là không được phép bắn các loại máy bay khác trừ B-52. Vũ Đình Dạng là một trong những phi công đầu tiên tham gia đánh B-52 và chính anh là người bắn bị thương chiếc máy bay B-52 đầu tiên của không quân, góp phần vào những kinh nghiệm đánh B-52 của ta. Đỗ Văn Lanh, Nguyễn Đức Soát và các anh hùng phi công được nhận danh hiệu anh hùng và đích thân Chủ tịch Trường Chinh gắn ngôi sao vàng lên ngực áo các anh. Những giây phút ấy, các anh nhớ về ai? Đêm 28 tháng 12, lúc gần 12 giờ, thì anh Nguyễn Hồng Nhị, lúc bây giờ là trung đoàn trưởng, có cho gọi tôi ra hầm sở chỉ huy của trung đoàn. Và tại đây thì anh thông báo anh Vũ Xuân Thiều đã cất cánh trước đấy một tiếng đánh B-52 ở vùng trời Sơn La. Thế và anh Thiều thì cũng bị hy sinh, một chiếc B-52 thì bị bắn rơi. Thấy các đồng chí của mình đã bắn rơi nhiều máy bay trong các trận chiến đấu ban ngày thì anh cũng rất là sốt ruột và cũng rất muốn đóng góp cái nỗ lực của mình vào trong cuộc kháng chiến ấy. 25 năm sau, bà mẹ anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều vẫn xúc động được đón những bạn bè đồng chí của anh đến thăm. Sau 25 năm, chúng ta sống lại những ngày hào hùng và đầy tình nghĩa ấy. Thơ xưa có câu, đến nay dâu bốn biển, nhớ mãi năm bắt thù. Năm bắt thù cũng là năm phối hợp tuyệt vời giữa dân và quân. Đơn vị chúng tôi hợp đồng với đơn vị pháo, có thương binh là chúng tôi chuyển đi để mà cấp cứu. Cái thứ hai là mang tiếp nước và lấy cây
để làm ngụy trang. Hãy nghe hồi ức của đồng chí phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nhờ có nhân dân mà máy bay của chúng ta đã cất giấu ở những làng xóm, thôn quê, ở những cái khu rất là hẻo lánh, những trẻ em, những cụ già, những bà mẹ. Khi mỗi trận đánh, không quân chiến thắng trở về đều đến với những chiến sĩ không quân bằng những cái rất đơn giản, một ít hoa trái, thậm chí chuối, khoai lang. Và còn một binh chủng nữa trong trận đánh này, binh chủng văn nghệ và thông tin. Nhìn trên đoạn tư liệu này, chúng ta đã vắng giọng ca nghiệp thành Trần Khánh. Lúc bây giờ thì chúng tôi xác định là chúng tôi cũng có nhiệm vụ cũng như những người lính, cho nên dùng cái máy quay mình coi như cái cây súng để mình làm nhiệm vụ mình. Thành ra là luôn luôn là bám sát cái trận địa, bám sát với anh em bộ đội cũng như anh em không quân ở trên máy bay để mà làm thế nào nó quay được cái những cái cuộc chiến đấu anh hùng của chiến sĩ ta. Anh em chúng tôi thì là một cái tổ phóng viên thời sự chính trị của Đài Truyền hình Việt Nam. Thì cái tổ lúc bây giờ là anh Ngạn phụ trách, nhưng là mỗi người được phân công một cái nhiệm vụ trực ở một vùng. Ví dụ như là anh Phạm Việt Tùng thì được phân công đứng ở trên một cái sân đấu nước rất cao để quay những cái cảnh mà B-52 cháy ban đêm và có hiện cái tháp, cái cột truyền hình làm tiền cảnh. Tôi và đồng chí Hồ Quốc Cường được phân công đi trực ở một đơn vị tên lửa, tức là tiểu đoàn 77. Mà vũ khí là không phải là quyết định, mà quyết định như là cái ý chí của dân tộc Việt Nam chúng ta đã như vậy là phát hiện được B-52 và đánh được, như chúng ta không chịu bất ngờ, và đế quốc Mỹ như vậy là bất ngờ về cái cách đánh của chúng ta. Nhờ thắng lợi trên chiến trường, chúng ta đã có Hiệp định Paris đầu năm 1973. Thắng B-52 nó tác động đến cái thắng lợi của Hội nghị Paris là rất rõ, mà nó làm cho một cái châm ngôn của nhân dân Paris, họ hay có châm ngôn lắm. Họ có cái lý của kẻ mạnh hơn thì bao giờ cũng là lý phải. Thế thì bây giờ cái kẻ mạnh hơn cuối cùng là ai? Thì không phải là Mỹ mà là Việt Nam. Cuối cùng nó phải ký theo các điều khoản của mình là 60 ngày Mỹ và các quân đội Mỹ và các nước khác phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Nhân dân Paris sở tại và cả thế giới chúc mừng chúng ta. Chiến thắng này của chúng ta, Tổ quốc xin cảm ơn những người lính. Lập tức chúng ta thả tù binh. Dân tộc Việt Nam là như vậy. Bao giờ cũng coi hòa hiếu là trọng. Tiếp theo, như một logic tất yếu của sự vật, dù còn phải đổ nhiều xương máu nữa, dân tộc chúng ta cũng đi đến cái đích cuối cùng, giải phóng Sài Gòn và thống nhất Tổ quốc. Người phụ nữ này suốt 25 năm nay lặn lội đi tìm từng máu xương, từng di vật của đồng đội. Dân tộc Việt Nam chiến thắng bởi những người lính như thế. Những người lính một thời làm nên huyền thoại ấy, súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Họ trở về cuộc sống đời thường, có người là cán bộ xã, tỉnh, có người làm vườn, đánh cá, nhưng không ai quên mình, mãi mãi là anh bộ đội Cụ Hồ. Lịch sử sang trang, một thời kỳ mới trên chặng đường gian khổ và oai hùng của dân tộc. Dân tộc ta biết nhớ những gì không được phép quên. Phải chăng đó là một nhân cách văn hóa của dân tộc Việt Nam? Chúng ta chân thành chìa bàn tay hữu nghị, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, kể cả nước đã gây ra cuộc chiến tranh suốt 20 năm. Lịch sử đi lên bởi tầm cao trí tuệ và trái tim nhân hậu Việt Nam. Thank you.